Bây giờ mời thí sinh đầu tiên. Kính chào bác dẫn chương trình, bác dẫn chương trình, bác dẫn chương trình. Cảm ơn chị. Có thể lý giải cho Thành biết được là vì sao cái nhân vật ở trên trển Dung gọi là bác không? Dạ, tại vì bác ấy có mái tóc giống ba em. Em nghĩ chắc cũng cỡ tuổi ba, nên em kêu bằng bác cho không cần kính trọng. Nghiên cứu được cái loại thực vật nào mà để mọc tóc nhanh không em? Dạ có, nhưng mà nó chỉ dành cho những người mà có mức độ hói vừa phải. 60 giây bắt đầu. Hói với mức độ vừa phải là những người như thế nào theo em? Này, lát nữa 60 giây, còn có 50 giây thôi nha. Thôi con ơi, đừng nói. Thay vì cái chuyện mà nói về tóc thì người ta ca đi, phải nó dễ thương hơn không? Biết vậy là ca về tóc rồi đó. Mời thí sinh tiếp theo. Dạ. Dạ, em xin chào anh Trấn Thành. Em xin chào anh Trường Giang. Em xin chào anh Tiến Lực ạ. Chào em. Sao anh thấy em quen quá vậy? Em gọi em cũng có thi rồi. Em gọi có thi phải không? Dạ. Mắc gì giấu? Em sợ anh. Mắc gì sợ anh? À, cô Long. Anh Trường Giang hay quá. Cô Long nào? Năm ngoái đóng vai cô Long đó, mặc cái nguyên cái bộ màu trắng đó. Gọi đầu cũng bờ suối đó anh. Bờ suối đó. Trúng hay trật? Dạ đúng. Trúng mấy vòng? Một. Em được 2 vòng. 2 vòng rồi. Dạ. Ráng đi. Trời ơi, nếu mà được 2 vòng là năm nay trở lại ngon lành đi. Tại năm nay em nhớ hai anh quá, chứ em cũng kịch bản cũng chưa chuẩn bị tốt lắm. Nhưng mà chủ yếu lên đây quay là được gặp anh chị với được gặp khán giả chắc em vui lắm. Thấy thương quá à, sao mà hiền cái gì? Tại em run quá à. Có bồ chưa? Dạ chưa. Nguyên năm qua là ngồi không luyện kịch bản đúng không? Dạ, nguyên năm rồi em cũng có đi làm. Đi làm cái gì? Nói sao anh cười. Nói đi. Dạ, em thì em ước mơ đóng phim, nhưng mà chắc có lẽ là ngoại hình với mình không có đủ điều kiện về cái duyên hay sao á. Quan trọng là em muốn đóng phim gì? Phim gì đừng có hành động quá, em đóng không được. À, không thích phim hành động. Phim tình cảm. Thí dụ như mấy cái phim nào mà tâm lý tình cảm á, thì có thể là em vứt ra được. Thì em cũng đi cast phim hoài mà không dính, chắc tại xui. Bây giờ cast luôn tại đây luôn nè, cast không? Em cast hả? Anh làm đạo diễn hả? Đấy, đây làm đạo diễn ngay. Dạ, anh cho em kịch bản đi. Đây, đơn giản. Em gặp một người đàn ông đẹp trai, em nói là em chỉ nói một câu thôi. Nếu không có anh, em sống không được, đầy tình cảm. Rồi, diễn với Tiến Lực đi. Cho em diễn Trấn Thành để phân Tiến Lực. Đó, hay đó. Không, anh đẹp. Tại anh thích. Quay lên trên đi em. Anh đã bị tổn thương rồi. Và bây giờ anh đang rất là nôn nóng xem em diễn thế nào. Nha, thử nha. Rồi, bây giờ mời Tiến Lực xuống. Anh buông tôi ra được rồi đó. Biết bao nhiêu người đẹp trai, đẹp người ngờ vậy đó mà tôi không yêu. Tôi yêu anh, tại vì anh xấu. Nghĩ sao vậy? Tôi cũng đẹp vậy. Lòng lộ gì đây á. Lòng lộ. Lộ lắm rồi. Tôi bỏ cô chẳng... Chỉ vì cô lộ thôi. Công việc gì? Công việc của em là thợ làm tóc. Làm sao? Mở cái tiệm nhỏ trong nhà. Chị có nhận hớt tóc cho anh Luật không? Có. Uống không? Ngày xưa thì có, bây giờ uống không được. Đúng rồi, ngày xưa có giờ uống không được. Dạm MC tôi quá tội nghiệp đâu quá à. À mà bạn mồi đầu tiên. Ủa vậy hả? Xin lỗi Luật. Mà đúng không? Biết mà. Dạ. Biết. Hồi đó gặp anh rồi. Đúng không? Anh rồi mà anh quên á. Dạ, dạ đúng không Luật? Đúng không? Dạ, dạ đúng không? Dạ, đúng từ ngày mà hả cưới vợ kế cái quên em luôn. Đó. 60 giây bắt đầu. T
tội thằng em của tôi. Năm ngoái thi thách thức danh hài không ai cười, về buồn không biết làm gì, mới lấy hình nu của Tiến Luật ra coi rồi ói chết. Tôi có tật hay nhớ nó, mà mỗi lần nhớ nó là tôi phải lao tấm hình. Mà tại số này nó đen, lúc hấp hối nằm trong bệnh viện đáng lẽ là cứu được rồi đó chứ, tự dưng ở đâu trên tivi chiếu cảnh Trường Giang đang tắm, thằng nhỏ thấy vậy tắt thở chết luôn. Nói tới tôi là quân đã chiến thắng vang rồi, thắng cuộc trận rồi đây, anh thật là tài giỏi. Mà tại sao cô này cũng nghĩ tới cái chuyện Tiến Luật nâu rồi tôi tắm không vậy ta? Đã bao lâu rồi những người đàn ông không đến với em? Thường người ta nói là con người mình á thiếu cái gì là nghĩ cái đó, là muốn ăn tôi với Giang lắm nè. Luật ơi, ở nhà dạo này kiến bể hết rồi hả Luật? Lâu rồi không selfie. 60 giây của hai em bắt đầu. Theo điều tra lâm sàng thì lý do bà Thu Trang đặt tên nhà hàng của mình là Thích Bò là bởi vì bà Trang thương chồng mình, cho nên bà ấy đã lấy hình ảnh của chồng mình để đặt tên cho nhà hàng. Tại sao thân chủ của tôi không kiện bà ấy? Là bởi vì thân chủ của tôi biết rõ chánh án ở đây nằm dưới kèo của bà Thu Trang. Về cái vấn đề này, tôi xin được mời chánh án đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi. Đề nghị máy quay nói gì đó bất cực. Dạ. Hiểu không nha, bữa nay khách đông bực mình cho người nha. Mời bảo vệ giữ bà Thu Trang lại. Rồi tiếp. 60 giây bắt đầu. Vệ sinh sạch sẽ tôi hài lòng. Tình hình sinh sản như thế nào? Dạ mới sinh được một lần ạ. Cách đây bao lâu? Dạ 7 năm. Lâu quá, không có dấu hiệu sinh sản tiếp sao? Dạ dạ chưa ạ. Triệt sản. Xin chào anh Tiến Luật, đẹp trai nhất trường quay. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa. Xin chào anh Tiến Luật, đẹp trai nhất trường quay. Tiến Luật đẹp trai nhất trường quay. Có nhiều đứa. Đẹp trai nhất trường quay. Xin chào anh Tiến Luật, đẹp trai nhất trường quay. Khoan, anh xin lỗi nhắc lời em. Em dựa vào cái cơ sở khoa học nào mà nói anh Tiến Luật là đẹp trai nhất trường quay? Dạ tại vì em thấy anh sáng sân khấu, anh sáng. Một cú tát vào mặt MC. Luật ổn không Luật? Anh muốn thấy vai diễn của em sẽ đi về đâu.